Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nhé. Video này mình sẽ giới thiệu một bạn chương trình để góp nhận token 5 token RXP các bạn. Để tham gia chương trình dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả bấm nút start các bạn. Sau khi bấm start xong, các bạn nó ra một cái giao diện gì, các bạn bấm vào continue các bạn. Bấm continue xong, các bạn làm nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow cái username của nó nha các bạn, từ chữ A cộng nè các bạn copy nha các bạn, rồi các bạn nhấp vào follow nè. Rồi các bạn follow nó các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn đi tít lên nè các bạn. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại xong các bạn rồi các bạn điền lại một cái view menu Smith YouTuber. Rồi các bạn điền lại cái username tên là trang trader của mình nha các bạn. A cộng MMO Ngọc Anh. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. View chat. Rồi các bạn gửi địa chỉ với ETH nha các bạn. Với chút wallet, mình sẽ wallet nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH này nè các bạn. Rồi các bạn gọi là chatbot nè. Rồi các bạn gọi chatbot nha các bạn. Sao nó không kêu join kênh Telegram nào trên tab. Thôi các bạn chờ chút xíu các bạn. Nhìn kiểm tra. Cái website của nó nè. Ta nè. Rồi các bạn join tiếp kênh Chaler và kênh Telegram các bạn. Rõ ràng một kênh withdraw vào ngày 24 nơi còn nãy mình làm. Rồi bấm up lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi các bạn bấm up lên các bạn. Con này về là con kia về luôn. Con sớm mình mở đăng là vậy đó. Chung ngồi góp. Rồi các bạn ghi là username Telegram như mình nữa các bạn. Cộng anh 1133. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot nha các bạn. Rồi Du Khanh. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần nha các bạn. Rồi mình đã nhận 5 token. Rồi các bạn bấm vào press link lấy liên ghép để chia sẻ bạn bè như cái thằng các bạn. Đây thì các bạn có sai thì nhấp vào server kiểm tra thông tin lên nha các bạn. Nè ETH thì nay những này về video đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.